Chào quý các bạn, hôm nay điện máy Song Anh sẽ giới thiệu với các bạn chiếc máy cưa dạng chung Bút Panda 5200. Thì đây là dòng cưa hàng nội địa của Trung Quốc. Nó là dòng cưa rất là tốt đấy. Sử dụng cái xi lanh 54cc, công suất là 2,5kW, với tốc độ không tải là 11.000 vòng. Và ở bên ngoài máy còn có thêm một số thông số, như là nó sử dụng lam rãnh 3/8 inch và lam 18/20 inch. Ngoài ra thì ở đây có cả thông số là nhớt tự động bôi này, nhớt xích tự động bôi này, dung tích bình nhớt là 0,26 lít, dung tích của bình nhiên liệu là 0,55 lít. Đây là bên trong chiếc máy này, chúng ta có một bình pha nhiên liệu xong pha nhớt, một lam hút panda, có ghi hút panda. Thân máy này, một quyển sách hướng dẫn sử dụng, một bộ xích và một bộ phụ kiện tháo lắp máy. Thì nó cũng như hình ảnh ở bên ngoài là máy bộ cấu tạo gồm hai màu, màu đỏ đậm và màu đen. Thì cái cảm giác cầm máy này nó rất là chắc chắn đấy. Đây, dòng máy này rất là chắc chắn, cò bóp cũng rất là căng đó. Quý vị có thể nghe thì tiếng nó rất là chắc đấy. Đây là xích này, lam. Lam nó sử dụng lam sao nhé, lam sao có rãnh, đều có rãnh hết. Đây là xích, xích của nó là xích đi theo máy luôn. Đây, chúng ta có xích, xích rất là to, mắt to luôn, xích mắt to luôn này. Đây là xích, nó hơi màu vàng một chút này. Bên trong này chúng ta đi theo một cái rũa và một cái răng bảo vệ thân nhé, bảo vệ thân máy khi mà chúng ta cưa nhé. Rũa này, cái ốc để lắp cái bảo vệ này, chúng ta có hai cái ốc, một cái tu vít chỉnh ga và một cái tu vít tháo buji cũng như là lắp lam đó. Chiếc máy này thì nó sử dụng công tắc tắt mở chứ không tắt mở, chứ không sử dụng cái cần gạt tắt mở. Gió, xem gió của nó là gió tự động đó. Máy sử dụng gió tự động đóng ngắt khi chúng ta bóp cò, là máy là cần gió sẽ tự động mở. Một cái ốp gió này. Đây, chúng ta có cái ốp gió này. Đây là buji. Máy sử dụng buji L7T này. Buji cũng rất là mới nhé. Cao su bảo vệ máy. Rồi. Cái ốp gió này thì máy không sử dụng một cái tấm mút nữa. Bình thường đa số các máy bây giờ cũng đều bỏ hết cái tấm mút đó. Chúng ta có cảm thấy răng khi mà xoay cái bộ phận ốp gió này vào. Rồi, đây là ốp giật. Đây chúng ta, cái này bình xăng chúng ta có một cái vạch màu trắng này, chắc là để hiển thị mức xăng hay sao đó, đúng không? Chúng ta có bình xăng, xăng hóa nhớt. Đây,
cái bình nhớt bôi trơn xích chúng ta ở bên phía trước máy. Đó. Giật máy này. À, máy này rất là nhẹ nhé. Máy này rất là nhẹ. Máy đã có trợ lực. Máy này có trợ lực rồi nhá. Rất là nhẹ thôi. Đó. Rồi, cơ bản trong máy này thì nó cũng cũng không có gì mắc trên noi này. Rồi, tôi sẽ lắp qua và lắp vào chiếc máy này cho quý vị các bạn xem cái chiếc máy hoàn chỉnh nó sẽ có hình dạng. Hai màu kết hợp của máy rất là đẹp. Nhưng khi chúng ta tháo ra thì chúng ta cứ mở mở khóa lan ra. Đây là chúng ta lắp cái bộ phận bảo vệ máy vào. Đó, thì bộ phận này thì chúng ta lắp đúng sao đúng chiều nhé. Đây. Và dùng chất lục của máy cho nhé. À, ở bên trong máy có sẵn nhé. Chúng ta có hai cái ốc. Các bạn có thể vặn chặt cố định luôn, ở đây tôi sẽ vặn cố định chặt luôn vào máy để quý vị nào mà sử dụng thì nó đỡ phải đi lắp cái này, nó chỉ là một cái ốc bảo vệ thôi. Các bạn có thể thấy đây là chiếc máy hoàn chỉnh của chúng ta, chữ hút panda này, đây là thương hiệu hút panda nhé. À, rất nhiều quý vị và các bạn nhờ mình sang thương hiệu hút panda, nhưng đây là một thương hiệu khác, không phải là hút panda. Đây các bạn có thể nhìn máy, nhìn tổng quan vào máy nhé. Đó, nhìn rất là đẹp rồi, máy này chắc chắn. Nó còn có cái vân để chống trơn trượt khi chúng ta cầm máy nhé, cái gọi là cái ma sát, tăng ma sát đó. Rồi, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của tôi. Quý vị và các bạn nào mà muốn tư vấn thêm về chiếc máy hút panda 5200 hoặc là mua hàng thì quý vị bạn có thể liên hệ theo số điện thoại hiện trên màn hình hoặc là truy cập website điện máy xong anh.com. Cảm ơn quý vị bạn đã theo dõi video này.